Chiều nay, Ban chỉ đạo diễn tập DDA21 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021. Dự hội nghị có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía thành phố, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Diễn tập DNA21 gồm các nội dung vận hành cơ chế, thực binh huy động nhân lực tàu thuyền, thiết quân luật giới nghiêm. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đã triển khai công tác chuẩn bị, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng xử lý tình huống trước, trong và sau diễn tập. Với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban chỉ đạo diễn tập DNA21 cùng sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, lực lượng chức năng, các sở ngành thành phố đã góp phần vào sự thành công chung của cuộc diễn tập. Hội nghị cũng đã nghe một số tham luận từ các bên tham gia nhằm góp ý rút kinh nghiệm sau diễn tập. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận và đánh giá cao kết quả nội dung diễn tập, nhất là công tác chuẩn bị đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị. Ngoài diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục rút kinh nghiệm thực tế, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn. Đề nghị Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tiếp tục nâng cao tiềm lực phòng thủ quân sự, thế trận lòng dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố không ngừng lớn mạnh. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đà Nẵng năm 2021 Nguyễn Văn Quảng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao kết quả chuẩn bị và công tác tham mưu của các phòng ban ngành thành phố đã góp phần mang đến thành công cho cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hiệu quả thực tế từ cuộc diễn tập đã thể hiện qua giai đoạn cao điểm chống dịch, ai ở đâu thì ở đó của thành phố, nhất là trong việc bảo đảm công tác an sinh xã hội cho người dân. Vì nhiệm vụ thời gian đến, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục nâng cao công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng, bảo đảm tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh với phương châm phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Qua đó, không ngừng tăng cường nguồn lực vật chất, kỹ thuật cho khu vực phòng thủ, chú trọng phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự các cấp trong khảo sát, thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội ở từng ngành, từng địa phương, nhất là các khu vực trọng yếu về quốc phòng. Thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng nhấn mạnh, các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống. Dịp này, hội nghị đã tuyên dương khen thưởng 35 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021.